Rồi, cô chúc đại ban. Bác TV xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đến video theo mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem xếp bia đánh đơn cả nhà giữa cô Trúc với Phú Anh. Cô Trúc 60 điểm. Phú Anh 60 điểm. Hai người 60 điểm đồng nha cả nhà. Trời ơi hay quá bồ ơi. Hai thắng sẽ là người nhận một phần quà Tết mình đang để trên bàn trước màn hình cả nhà. Bữa nay mình sẽ làm trọng tài cho hai người cả nhà. Xếp bây giờ này là cô Trúc 60 điểm nha, Phú Anh 60 điểm. Phú Anh là tay cơ Vĩnh Long nha, qua xuất hiện trên clip mình mấy clip rồi. Hôm nay Phú trở lại giao lưu với cô Trúc. Giờ cả nhà theo cô Trúc hay Phú thì để lại cho mình một lượt comment nha. Hai người đánh 60 điểm đồng, hai thắng nhận một phần quà Tết nha nhà. Kết thúc set solo này, kẹo solo thì mình sẽ làm game show nha cả nhà. Nhớ đón xem. Giờ mời cả nhà cùng xem set bây giờ đánh đơn cả nhà. Bảy điểm đầu tiên cho cô Trúc. Rồi chuẩn bị đang đánh là Phú Anh nha cả nhà. Em trai này ở Vĩnh Long. Phú Anh Phú em là có xuất hiện trên clip mình mấy lần nha cả nhà. Cả nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh cả nhà, để nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình. Một điểm cho Phú. Một lượt like, một lượt chia sẻ đang có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho các nhà xem. Chúc ông bà, cô chú, anh chị em buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình và người thân, và có thân nhiều sức khỏe, năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Quá hay cái nhảy. Quá đẹp rồi. Một nữa là 8, điểm số giờ là cô Trúc 8 điểm cả nhà. Phú Anh 1 điểm. Xếp bây giờ này hai người đồng 60 điểm cả nhà. Tú Tú Tú, nó bắt cái gì trong mình? Dạ.
Xếp xe cho dàn cái nhỉ, chụp coi chúng cái nhỉ. Sáu là 14. Ông bà cô chú anh chị em có tới giao lưu với kênh mình thì bên thẻ cộng đồng mình có để địa chỉ nha. Địa chỉ là ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Khung giờ giao lưu từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa hàng ngày. Đám giống gì vậy? Biết rồi. Trong. Lon rồi. Một trong này ơi. Một trong 15. Dạ em chúc cả nhà uống trà đường với em, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, năm mới tốt tài cả nhà ơi. Không ăn bún không? Không, đâu có ăn bún đâu mày. Năm. Đó là chết bỏ rồi. Trời ơi.
thôi ngúng lại. Vậy bảy trong tài ơi, bảy là 22. Một cái 23. Nhà ông bà cô chú anh chị em có thắc mắc vấn đề gì nữa nha, hỏi thăm đường mình thì những video đi tặng gạo với mì với tiền cho bà con nghèo. Dưới góc màn hình mình có để số điện thoại cái nhảy nhà cứ alo cho mình sẽ trả lời tất cả nha. Rồi bên YouTube thông tin cá nhân tiết lộ cái nhà bị bóp đi sức rất là nặng luôn, nên mình những cái clip video mình không có để số điện thoại được cái nhà. Nên, những cái video bên tặng gạo với mì đó cho bà con nghèo mình mới dám để số điện thoại bên đó. Còn mình để bên clip video này là YouTube sẽ bóp đi sức kênh mình nghe cái nhà. Thiếu rồi ba trọng tài ơi, ba đâu chút. Ừ, ba đến 26. Kết thúc set đánh solo này cả nhà, là mình làm game show luôn cái vậy. Đây tới hết Tết âm lịch mình sẽ làm kèo solo, xong kèo solo mình làm game show. Qua Tết âm lịch mình sẽ làm set đánh đôi. Đánh đôi mình làm giải thưởng gạo với mì đi tặng bà con nghèo tiếp. Làm gì là cho anh em trong team và con cô bác anh chị em gần xa và ai cũng có một phần quà Tết để kỷ niệm đón Tết nha cả nhà. Đi ra quê cái nhà giữa những buổi trưa ông bà cô chú anh chị em rảnh đem lại những clip giải trí cho cả nhà xem. Hay quá bộ. Chứ kênh mình không có làm gì những cơ thủ hay cả nhà. Mình kênh mình không có chỉ, không có dạy ai. Được ông bà cô chú anh chị em suốt thời gian qua đó ủng hộ và theo dõi kênh mình. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị em rất là nhiều luôn. Hay nữa ba. Điểm số bây giờ bên Phú 3 điểm nha nha. Cô chúc 26 điểm. Tết bia này hai người đồng 60 điểm cái này. Ai thắng sẽ nhận một phần quà Tết mình đang để trên bàn trước màn hình nha nha. Quá xe cà đen. Trời ơi. Clip mình lên lúc 12 giờ trưa hàng ngày cả nhà nhớ đón xem cái vậy.
thấy hay thì nhớ cho mình một like nha cả nhà. Kênh mình càng ngày có càng phát triển. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hai trọng tài ơi. 2-28. Hôm nay game show mình có nữ quan biên cả nhà. Game show hôm nay là một băng trở lên cái này. Ai được cao điểm nhất sẽ nhận giải thưởng 100k. Bé một chút. Pizza Pháp TV là chỉ có một kênh duy nhất, kênh YouTube Pháp TV nữa nha. Còn những bên nền tảng khác là như Facebook với TikTok là mình không có làm clip bên đó cả nhà. Nên cả nhà có gặp mấy clip bên đó thì phải kênh của mình nha. Lúc trước mình có đăng bên TikTok mấy chục cái clip đó cả nhà. Mình cũng tạm ngưng mấy tháng này, mình không có lên clip đó đó. Mình đang tập trung làm về YouTube cả nhà. Ai nữa năm? À cái nữa rồi. Ừ. Trời ơi rồi à. Bỏ nó 29. Bỏ nó 9. Dạ xin lỗi cho nhà em chúng hơn rồi.
1 2 thở ra chút đều 3 thở ra chút ra bộ 3 nữa 32. Một nữa 10. Sáu được 38. Bỏ cái 11. Hãy
Hay quá cô ơi. Mười một đến 22 số giờ phú 22 nha, một chút 38 điểm. Tới bây giờ này hai người đồng 60 điểm như vậy. Kết thúc sẽ đấu này mình sẽ làm game show luôn cả nhà, các nhà nhớ đón xem. Hai. Bốn nữa là 42. Thank you.
Một con này ơi. Một con 43. Đấy rồi, tôi nghĩ diễn một tay là có bạn nghĩ diễn một tay nhóc cho mình. 3 x 25. Rồi vô té giếng không? Bốn đến 29. Trời ơi, nấu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một nó 44. Chào. Tám mươi 52. Một đến 30. Hai phải đá mới được bồ chứ mình không đá thì sao được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi trời ơi sao giật lại bụng. Hai vòng tay ơi. Hai nữa 54. Cam còn một cái nhà phá sổ. Liệu cái này kết thúc trận đấu rồi nha. Quá đẹp cái nhà. Rồi kết thúc nha. Dạ kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Bắt tay luôn. Rồi bắt tay chúc con chú nhiều sức khỏe. Dạ bữa nay em thắng rồi cả nhà. Tại Phú chúc Phú nhiều sức khỏe nha. Rồi xếp bây giờ này bên cô chúc thắng nha cả nhà. Rồi mình đợi mình khoảng 30 giây hoặc 1 phút nữa thì mình sẽ làm game show tiếp tục cả nhà. Cả nhà fan hãy gửi màn hình nha. Mình sẽ làm game show tiếp tục. Vậy sắp giờ này thắng cô quà cho em Phú được. Phú nhận giùm anh đi Phú đem về quà Tết. Rồi chúc thắng anh em. Cho đồ gì? Để đi. Rồi xếp bây giờ này cô chúc thắng nha cả nhà. Cô chúc được phần quà gửi tặng cho em Phú về quà Tết nha. Và bây giờ để mình đợi mình 50 giây mình làm game show nha. Rồi để bây giờ mình giới thiệu game show nha cả nhà. Là một bi chọn bi trước nha nha. Mình quăng bi rồi quánh một băng trở lên. Cái cầu đụng băng là tích điểm. Ai trong mấy người chơi ai được nhiều điểm nhất thì sẽ giành giải thưởng 100k nha nha. Vậy em gái lên con bi mạnh em gái. Qua đây đây chị nào có người chơi đi. Phú lên chơi đầu tiên đi Phú. Phú đây. Đây qua em chọn bi nào. Bi về chơi. Mình đánh một băng trở lên nha, một băng trở lên mới tính điểm. Rồi, quăng bi mình em tính gì? Rồi giờ hôm nay game show mình là Ly sẽ quăng bi cho tụi em mình chơi game show cả nhà. Rồi giờ bữa nay cần chọn cho nào? Rồi giờ lực cơ này rồi Phú quánh trước nha nha. Bi vàng, rồi quăng bi mình đi mấy. Rồi lực cơ có Phú đầu tiên cả nhà, chọn bi vàng. Game show này một băng trở lên nha. Quá đẹp nha nhỉ, đẹp. Vừa đẹp trai ơi.
lượt cơ này Phú được một điểm nha cả nhà. Rồi chờ bắt tay chút Phú nhiều chút bé. Rồi lượt cơ tiếp theo là cô Trúc nha cả nhà. Cô Trúc chọn cho nào cô Trúc? Rồi lên Quang Minh anh Ly. Rồi lượt cao tiếp theo là cô Trúc nha cả nhà. Có tay của chúc nhiều cho bé. Rồi bây giờ tới lượt cao tiếp theo. Rồi Việt ha. Rồi quân bi mạnh lên. Tổng bi nào? Quang quang rồi. Trắng. Rồi quân bi mạnh lên. Quân ba trái đại đi cho nó chạy lượt. Hai tay đùa đại. Rồi bây giờ tới lượt câu tiếp theo nha cả nhà. Quốc Việt. Hôm qua đã giành sơ ghi đó nha. Hôm nay chọn bi trắng cái vậy. Một điểm cho nó. Phải ai vừa đi. Điều hôm nay cơ Quốc Việt quánh có gây áp lực cho những đối thủ lượt cơ sau cả nhà. Rồi tới lượt cơ tiếp theo nha, chuẩn bị nha. Có chúng nha nhà. Có chúng. Bốn điểm. Năm điểm cái nhảy. Bằng lực cơ Sugi đầu hôm qua cái nhảy. Điểm đó. Sao? Còn nhiều cơ thủ sau lưng nữa cái nhảy. Hên xui cái nhảy. Rồi chúc mừng Việt nhiều sức khỏe, đợi kết quả mình nha. 7 điểm. Ok. Lực cơ vừa gọi là Việt được 7 điểm rồi nha. Rồi bạn Việt lỡ ghế ngồi tôi đi để cho người chơi chơi. Rồi tới lượt cơ tiếp theo. Quánh một băng con lo. Rồi giờ tính nha. Rồi bây giờ con hai tay đùa cho anh bằng hai trái. Bánh băng mà chúng thì ghét rồi. Quên rồi. Không vô đây quên là không có sổ được đâu nha. Qua được. Có bảy nha. Nè, gì nè em gái. Nè, gì làm nó đi rồi. Để hai tay nè, tại đây quan bi mình, rồi chọn bi vàng hả bác bảy? Bi vàng. Rồi quan bi mình liền. Không thấy đường không có gì trắng được. Đúng vậy. Một bi chọn bi trước nha, một băng trở lên. Tổng kết lại ai sẽ ghi nhiều điểm nhất là giảm lãnh giải thưởng 100k nha.
7 Sư Kỳ Việt đang nắm là 7 điểm cả nhà. Đúng rồi. Quá hay có 7 ơi. Quá là đối thủ một ký mà. Một băng nó có gạo đi. Một băng hai băng giá lên cũng rất dễ. Mấy băng gọt có băng là được rồi bác 7. Gọt băng là lỏng. Quá hay điểm. Cái này ra giải nhì là bác 7 được chắc luôn cả nhà. Sư Kỳ 7 của Việt quá gây áp lực cho đối thủ sau lưng quá nhiều cả nhà. Rồi bắt tay bắt 7 chúc bảy nhiều sức khỏe nha. Bảy được 2 điểm cả nhà. Rồi có lượt chơi tiếp theo. Anh Linh, anh Linh. Chọn bên nào anh Linh? Bi trắng hả? Rồi Quang Bi anh Linh. Quang Bi anh Linh mạnh lên. Rồi lượt chơi tiếp theo anh Linh là chọn bi trắng nha. Một băng cho lên nha Linh. Trắng này bánh ba tôi từ sao mới lên rồi. Chơi vô gì đâu. Không có. Có nghe. Không nha, một điểm. Thấy giò gà hôm nay quá gì mà tính. Quánh luôn hả? Rồi sao quá à, Linh. Rồi chúc Linh nhiều sức khỏe nha. Rồi tới lượt cây tiếp theo. Quang Bi Ben Ly. Đừng quay Quang Hay Giam nãy đó. Mạnh tại Linh của mình. Rồi lượt cây tiếp theo cậu Du chọn bi trắng cái nhầy. Rồi trắng hả? Ta đang tiếp cái nhà cô Du không đưa điểm nào cả nhà. Nhiều đấy, rồi. Rồi. Rồi Quang Bi Minh lượt chơi tiếp theo Chí Linh chọn bi trắng nha cả nhà. Rồi. Mấy điểm? 7 điểm. Đi 7 thôi, 7 mình vô chung kết. Ai sư ghi 7 điểm bằng với Việt thì mình sẽ làm chung kết nha cả nhà. Còn 8 điểm thì sẽ được giải luôn. Từ 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 đó. Rồi. Rồi. Nha. Rồi lượt tiếp theo. Đây. Chọn cái nào anh xem? Chị trắng luôn. Rồi Quang Bi mình chặt thôi chút vui lắm cả nhà. Rồi lượt kế tiếp là anh xem cái nhà bi trắng. Hôm nay quá trời khán giả cả nhà, gần 100.000 khán giả đang xem trực tiếp cả nhà. Hay dữ rồi, dữ mà ta. Quá anh đang một điểm. Tám điểm thôi, không nhiều. Chưa bỏ nha anh Sang. Bị còn năng à. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ là bắt tay chú anh Sang nhìn chút bé nha. Thành công cuộc sống. Rồi lượt cao tiếp theo. Nhớ anh Hẻn. Rồi bây giờ anh Hẻn chọn bi nào anh Hẻn? Đi qua. Vàng á. Rồi quăng bi mình lên. Rồi lượt cao tiếp theo anh Hẻn Trường Sưng nha các nhà. Sẽ chơi game show hôm nay chọn anh Hẻn chọn bi vàng. Một băng trở lên nha anh Hẻn. Ai bỏ không có tay gì qua đây trời. Đúng rồi. Dạ cho tay. Đó anh Hẻn. Cho em bắt tay cho anh nhiều sức khỏe nha. Đây đây đây.
À, anh Mộng, anh Mộng chọn cái nào anh Mộng? Vàng đi. Vàng. Rồi à, bây giờ anh Mộng là tay cơ cũng mới xuất hiện trên clip mình là anh Mộng ở Long An chọn bi vàng đó nha. Một băng cho lên em Mộng. Trời ơi, đáng tiếc cái này một game mà. Rồi, chúc anh Mộng nhiều sức khỏe. Rồi, Nhật chọn thế nào? Rồi, Nhật chọn bi trắng nha. Lượt tiếp theo Nhật chọn bi trắng. Rồi, Nhật chấp nhận như phép. Bi nào không? Rồi qua bi Manly. Lượt chơi tiếp theo là Phong chọn bi vàng nha. Một băng cho lên không? Được. Quánh sao quánh, rồi đụng băng lại chứ. Không nhận nha. Ok. Rồi, ông Sáu chọn bi nào ông Sáu? Bi nào ông Sáu? Làm đi. 8 điểm luôn, 8 điểm luôn là kỷ lục luôn á, phá kỷ lục. Quánh một băng cho lên nha ông Sáu. Chứ không có nghe hả? Dạ không có được hết. Dạ dạ. Quánh sao mà 5 băng cũng được đó, mà chuẩn bị đi 5 băng 6 băng gì cũng được, cho mà 1 băng cho lên. Bị đỏ anh Sáu. Xong. Cảm ơn biết. Các em sao đây? Còn có tay chút 6 điểm nữa. Rồi anh Phúc. Thứ 6 thì đánh 3 băng được, chứ 1 băng đánh khó đánh quá cả nhà. Phú chọn bi nào? Rồi anh Phú chọn bi vàng. Rồi lượt chơi tiếp theo Phú chọn bi vàng cái vậy? Vừa thấy là 7 điểm bằng Việt vô chung kết đây, hấp dẫn. Là Việt quá đẳng cấp cả nhà, đi 7 điểm áp lực cho đối thủ sau lưng quá trời cả nhà. Một điểm cho Phú, quá hay Phú ơi. Từ từ quánh anh, mình có một lực cơ à. Lòn anh ơi, khá đáng tiếc. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe anh Phú. Rồi, lực cơ tiếp theo. Cô Lo chọn bi nào cô Lo? Không, bi đỏ chứ. Chọn ba bi cái gì? Chọn ba bi luôn cái gì? Băng. Lên. Băng, đã chưa chọn trái. Bi vàng cái trái kìa ta ơi. Rồi, bi vàng quăng. Rồi, quăng đi. Rồi, tới cơ cô Lo cái nhà. Cô Lo chọn bi vàng. Con này ghép luôn hả? Đợi cháy vô con này ghép cái gì? Đó, con rồi đó. Đó, cái này kéo dài đồng điểm rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chúc Lo nhiều sức khỏe nha. Rồi. Đọc. Đi nào? Chọn đi nào? Học ra, đi. Cơ này không? Bỏ đưa đưa. Nè, đưa cho đây. Tư với Lo là đồng kiện ngay được chỗ đỏ. Rồi, bây giờ. Rồi, lực cơ tiếp theo là học chọn bây giờ nha. Rồi, lực cơ
Quay cái này. Đẹp. Không. 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 Tại vì chưa bánh không? Còn anh Phương là người cuối cùng nha các nhà. Còn ai giơ tay lên nha các nhà. Rồi một điểm. Có tay học chú học nhiều sức khỏe nha. Chọn cái nào anh Phương? Tao Phương. Rồi đi trắng quăng mạnh đi. Rồi anh Phương là người chơi cuối cùng nha các nhà. Rồi sau đó mình sẽ trao giải rồi mình kết thúc clip luôn cả nhà. Đây nè anh. Anh 7 điểm là anh vô hồi học chẳng chụp số cuối rồi. Đi ra hôm qua đó anh Phương từ tài quách. Trái của miệng dễ ngon rồi. Gấp không? Có. Có cái nhà một điểm. Còn đổi 2 tấm dâm anh. Khá đáng tiếc chú Phương, nhiều sức khỏe. Rồi anh Phương là người chơi cuối cùng nha các nhà. Thì hôm nay Sugi 7 điểm của Việt là Việt nhận được giải thưởng cái nhà. Đây cũng 28 liên tục. Rồi bây giờ là Việt được suy nghĩ 7 điểm cái nhà, là giải nhất cái nhà, rồi cho mình gửi tặng cho Việt nha. Cảm ơn Pháp. Rồi chúc cho Việt nhiều sức khỏe. Rồi sếp Gia này là đánh kèo solo là cô Trúc thắng Phú Vĩnh Long nha cả nhà. Vì cô Trúc gửi tặng phần quà đó cho Phú em Phú luôn. Rồi game show hôm nay là Việt được giải thưởng nha cả nhà. Thôi bây giờ cho Pem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye.